câu chuyện ra đời của Young SH là xuất phát từ những lý do rất là then chốt như sau. Về mặt số liệu, 1,2 tỷ dân trên toàn thế giới là thanh niên ở độ tuổi 15 đến 24. Ở Việt Nam thì 30% dân số là thanh niên. 90% dân số thanh niên của toàn thế giới là sống ở các nước nghèo và các nước thu nhập trung bình thấp. Và trong số đó, phần lớn họ là sinh sống ở vùng nông thôn. Họ thiếu cơ hội tiếp cận và thụ hưởng những cái dịch vụ thiết thực cần thiết đối với đời sống của họ như giáo dục và y tế. Chương trình Young at Heart là một chương trình do Oxfam chủ trì với sự tham gia của 16 nước, trong đó Việt Nam ở châu Á và Uganda ở châu Phi là hai quốc gia được chọn để làm thí điểm. Mục đích của chương trình này là nhằm tăng cường cái tiếng nói và vai trò chủ động của thanh niên trong cái việc nêu lên những cái vấn đề mà họ nhận thấy rất là bức thiết đối với thanh niên của đất nước mình. Dự án Young SH ở Việt Nam được triển khai qua 3 giai đoạn chính: giai đoạn khám phá, giai đoạn sáng tạo và giai đoạn tác động thay đổi. Ở giai đoạn đầu tiên, giai đoạn khám phá, thì chúng tôi kỳ vọng được tiếp cận với thanh niên, hỗ trợ cho các bạn có cơ hội để chia sẻ những suy nghĩ, tâm tư và tình cảm của mình thông qua các hình thức nghệ thuật như là vẽ tranh, kịch hoặc là các cái hoạt động tranh biện. Qua 6 năm làm việc với các bạn thanh niên thì mình phát hiện ra một cái điều rất là thú vị là các bạn thanh niên ở Việt Nam thì các bạn rất là sáng tạo và các bạn mong muốn có một cái không gian để các bạn sáng tạo. Nhưng có một cái điều là ở Việt Nam thì rất là thiếu các hình thức cho các bạn thanh niên. Các bạn rất ít có cơ hội để được tiếp cận với nghệ thuật. Và cũng có cái cảm giác như các bạn đang đói về nghệ thuật. Bạn đang rất cần một cái gì đấy. Thế thì các cái lớp học nghệ thuật cộng đồng mở ra ngay lập tức là giúp các bạn tham gia và nó đáp ứng được ngay cái nhu cầu của các bạn. Hiện nay thì giới trẻ thì các bạn sử dụng các phương tiện online rất là nhiều, cho nên cuộc thi online đấy là một cái cách mà chúng ta có thể đưa tiếng nói của Young SH ra toàn Việt Nam. Và bằng cách đó thì sẽ thu thập được càng nhiều câu chuyện của các bạn càng tốt. Bắt đầu khoảng 5 năm trước, tiếp cận các bạn thanh niên tại Việt Nam nói chung và đặc biệt là sinh viên trong độ tuổi mà đang trong nhà trường, để đưa cái hình thức tranh biện vào như một cái công cụ hoặc là một cái trò chơi để các bạn có thể được thử thách cái tư duy, cái phản biện của mình hoặc là cái cách nhìn nhận của các bạn về những vấn đề mà đáng bàn đến. Mục đích của chương trình này là nhằm tăng cường cái tiếng nói và vai trò chủ động của thanh niên trong cái việc nêu lên những cái vấn đề mà họ nhận thấy rất là bức thiết đối với thanh niên của đất nước mình. Trong quá trình thực hiện cái chương trình này thì các hoạt động được thiết kế cũng giúp thanh niên phát huy những sáng kiến nhằm xóa bỏ những cái rào cản, những cái định kiến ảnh hưởng đến cái sự tham gia tích cực chủ động của họ. Với vai trò là người thực hiện cái quyền thanh niên của mình, nhưng đồng thời họ cũng là người chủ động thực hiện các trách nhiệm của họ đối với đất nước của họ.